hộp này đang để làm cái chân mình quay phim. Rồi giờ hạ cái máy mình xuống đi để kiểm tra nè. Em đang qua em thấy xuống đây. Vừa thôi vậy thôi. Rồi bấm xuống. Nãy giờ hình như là nó có quan sát rồi phải không? Đóng khối à? Cái động cơ mà nó đóng khối nhiều á, thứ nhất là nó lên nhớt, thứ hai nữa là do nó đốt không sạch nhiên liệu, nó còn thừa nó mới đóng khối đây nè. Xem trên cái coi. Ừ, có dấu hiệu lên nhớt nữa nha bạn. Thấy không? Kéo xuống, kéo lên cái là có nhớt, có dấu hiệu lên nhớt. Nồng xi lanh thì thấy cũng còn được, ok các bạn. Chưa khớp. À, đúng rồi nè các bạn ơi. A8 là đúng là 80 ly đó, không sai đó. Nhưng mà thường thường mình gặp mấy cái A8 là nó chuỗi chuỗi không à. Cái này thì nó còn đầy đủ bộ đồ, có bình dầu rồi luôn, thành ra cái giá nó hơi nhích hơn bình thường chút xíu. Còn thật sự cái A8 không là biết nhiêu ly không? Biết với tâm nhiêu ly không? 84 ly. Biết, em đó là có xài là biết. Thành ra cái A8 là nó bao giờ nó cũng mạnh hơn cái A8 chứ. Là mình kiểm tra cái phần semi thì còn, mà bích tâm thì có dấu hiệu lên nhớt nha. Cái đặc điểm tiếp theo của A này, A là cái nắp cò nó có cái rãnh dòng thun này nè. Này ra mỗi lần gỡ ra thì mình thổi sẽ cắt ra, cắt vô là xong. Okay. Này nó nhanh tua hơn các bạn ơi, này là 2500 dòng nè. Còn A8 thì như 2400 thì phải à. Thằng này nó có 7 người rưỡi à. Tiếp theo là mình phải gỡ cái phần bắp. Giống rồi các bạn. Rồi ok. Yeah. Thì bạc thì cũng không dính nha các bạn, là đúng như dự đoán mình là bạc không dính. Xét năng không dính. Cảm thấy bộ bạc này cũng phải là chưa phải là bộ bạc lỏng đâu các bạn. Con gáp ba bạc này là thấy sai lá gạt nhớt này. Cái lá gạt nhớt thì cái gốc là cái lá mà nó giác cạnh ngoài mà góc dưới đó các bạn, thì nó phải quay xuống nha, mà sao cái máy này nó quay lên. À, vẫn gáp đúng vị trí, có nghĩa là lá nhớt rồi mới tới lá gạt nhớt các bạn. Đưa ngược chiều ha. Ừ. Thì mà thay vì nó cái gảnh gạt vuông nó nằm ở phía dưới này. Thì người thợ người ta đã quay lên.
không biết thợ Việt Nam thợ bán hết. Tháng là bán luôn. Bán luôn, lộn hết lá bạn nhớt. Nhiều đó là thấy nó cũng không ngon rồi đó. Trời có dầu này chỉnh chỉnh thiếu à. Chỉnh nhỏ thôi. Đó không chịu rồi. Ừ. Hở thì cũng có hở đó các bạn. Này các bạn thấy rồi. Kẻ hở này thì cũng là có hở hơn là cái mức quy định đó các bạn, nhưng không phải là hở mà đến độ mà nó lên nhét như vậy. Nhưng mà lên nhét là có một phần là do cái lá bạc. Gạt nhét này là đã gắn không để mà nói cái bê tông này nó có vấn đề mà nó nứt để mà nó lên nhét thôi thì cũng không có lý các bạn. Các bạn để ý à, nếu mà nó nứt là nứt từ cái tay ác này lên à, mà nứt phía trên này không à. À mình nhìn vô cái rãnh bạc cuối cùng là mình biết bê tông nứt liền. Đây, hoặc bên đây mà bê tông này nó không có nứt. Bên trong thì nó cũng còn đều, không có sập gì, coi như là còn ở mức độ cho phép bình thường. À, bây giờ mình gắp bộ bạc vô. Rồi mình chở cái lá gạt nhớt lại á thì nó cũng có thể đó các bạn, nhưng mà nó hơi hở rồi, cái này là chắc phải thay rồi Thanh này. Thay bộ bạc anh cảm thấy thay rồi. Tại nó cũng hơi hở rồi chứ nó không có còn đỉnh nữa. Thay bộ bạc khác vô đi mình chạy, tại vì tấm trên này nó tất cả những cái khác nó không ảnh hưởng ăn gì. Ok ha. Như vậy là phải quay xuống dưới ha. Ừ, phải xuống là quay vô cái cốt máy đây là ngồi người xuống. Được. Phải xuống là mình nói dưới cái máy lóc đứng như cái xe mình chứ. Còn như những cái bạn là... cái lưng cực lắm có sao không? Cái đó dịch dập không sao. Bạn là nó cuôn thì sao chứ? Nó cuôn trong quay lên. Cuôn trong cuôn ngoài quay lên. Cuôn, đá bạc cuôn trong để làm gì? Đá bạc mà nó vớt cái ốc xéo ở trong này nó đúng không? Là để cho ở bề trên nó ít thịt. Khi chạy cái nhiệt độ giãn ra thì nó lè cái mí dưới ra. Chỗ nào nhiều thịt là nó dư ra đó. Nhiệt độ nó lè mí ra để nó cạo nhớt xuống. Đây, cái người mà mua cái bộ bạc vậy á, thử quay lên. Cái sai lầm cái chỗ đó. Ừ, đối với bộ bạc này thì thử quay lên vẫn đúng rồi nè. Nếu mà ông nào ráp cái bộ bạc mà thử quay lên là đúng rồi, thấy không? Bạc này hình như thay rồi Thanh ơi, chứ không phải bộ bạc kim Thanh ơi. Bạc bộ thì sẵn cái này đổi nhất mới luôn. Cái mi này còn được lắm à. Xúc bắp sấy lại. Rồi chặt cái ngắn xúc bắp lửa. Nhớ nhắc nha Thanh. Nhớ nhắc chặt ngắn xúc bắp lửa nha, xúc bắp lửa có dấu hiệu dính rồi đó. Không hạn chế thì nó tà cái tì sao. Đem vào này nè. Nó phun vô ba cái đồ với nó không có ngà mà sao bơm được. Dịu đó. Ừ. Thì cái áp này nó bị cao rồi, có nghĩa là cái áp suất của cái bếp này nó cao lắm. Nó không quá mức bình thường rồi. Nhưng mà cũng không vội chỉnh các bạn, để hồi vô chạy nó giọng cum cum cho các bạn coi mới chỉnh. Ha, gọi em phải không? Ừ, vậy thì ép gọi là ép dầu đó. Đang bị ép dầu đó. Nhưng mà gáp luôn ha. Tay rưỡi. Tay rưỡi hả? Giờ tốt rồi đó, gáp đi. Rồi giờ rưỡi thì lúc bây giờ mình đã làm lại tất cả mọi thứ các bạn, như là cạo nè, đánh bóng sơ mi lại rồi ha, rồi xúc bắp thì sấy lại, chặt ngắn rồi xong ok hết rồi các bạn. Rồi bạc. Rồi bạc thì mình đã sửa lại, mình thay bộ bạc khác. Rồi ắc rồi đóng bạc thao rồi các bạn, cái này là chỉ củng cố ba cái nào mà nó hơi không có còn hoàn chỉnh nữa củng cố lại thôi. Rồi miễn dên thì vẫn để nguyên nha. Đó. Nhưng mà bạn Thanh thay cái miễn còn tốt quá lên trên cây dên này cho tôi coi. Ừ, đâu bên kia. Ừ, đâu rồi, còn không? Đâu?
gắp vô. Đối với những cái miếng cua ta này các bạn thì khỏi cần phải là gập bánh nhớt, tại vì nó bề ngang nó rất là nhỏ, nó tẹt nhớt rất là mau, mình không có cần mà phải khứa gảnh ngang gì hết, nó chỉ bấy nhiêu thôi các bạn. Rồi cho nổ lại sau khi gắp xong. Rồi ok, giờ mình bắt đầu gắp nha các bạn. Thấy đỉnh chưa? Cũng như thông thường như các bạn gắp thôi, thì vô bích tông thì phải vô nhớt. Vô nhớt bích tông như mình cũng chưa chắc ăn các bạn. Thà nhớt vô xong đi luôn cho nó an toàn. Nghe rồi nha, dợp nha. Vô đó. Đây là tấm bạc trong cái hộp thuốc hút đó các bạn, chứ không có gì bí quyết chứ. Canh để cho nó bóp cái vòng trong lại, cái miệng mình nó bị mòn á, nó dư lưng thì sẽ bù vô cái máy mà đi khích ắc rồi khích dên đó các bạn. Cái khoảng đầu to thân chuyện thì nó không có bị ọc ạch. Cái này thì canh gì nha các bạn, còn đối với mấy cái động cơ như là hình như là Kia đó các bạn, Kia 25 thì nó có cái lỗ nhớt ở phía trên này nha. Nếu mà các bạn nào canh trên thì nhớ khoan cái lỗ nhớt nha, để theo cái máy chạy lắp bê nha. Đây, bên đây nó cũng có mũi tên lên đó các bạn. Bất kỳ cái dên này nó cũng có cái dấu ngầm ở trong đó đó. Thì có thể trên đây, đây hoặc là cái ngàm. Còn nếu mà nó không có dấu nữa các bạn thì hai cái ngàm cái ở trong cái đầu cái cây thanh truyền á, cái ngàm nó ở phía trên thì các bạn để ở trên, nếu cái ngàm để ở dưới thì các bạn quay xuống dưới. Đó là hai cái ngàm này nó đá với nhau nè, để nó giữ cái độ xoay của cái miếng dên đó. Ok. Giờ gắp vô nè. Đối với những cái động cơ mà nó có cái hai cái cong đều bo này các bạn, thì nó mình phải gắp, thì gắp từ con bù lon thôi chứ không có gắp một liên tục như mấy kia được. Xăng đó các bạn, dặn vô cho nó đừng có trả. Nhưng mà khen cái bát cái Uta này các bạn, nó có cái lẫn sóng lực nè, nó vừa giữ thân mà nó vừa giảm cái trọng lượng của con bù lon trên. Hiện ra cái nó chạy nó ít rung hơn, chỉ có R65 là vua con luôn. R65 thì mình đang lên bàn mổ, các bạn có thể mai mình ghép cái R65 đó nha. Dám xếp bằng tay súng, chúng ta dặn cái coi. Tại vì cái ốc dơ này là ở tiệm mình không có các bạn ơi, phải xếp bằng tay mới được. Vĩnh Thanh ơi, đó. Các bạn nghe cắt đó, cái tiếng khắn của ốc dơ nó vô cái răng á. Thì cái động cơ mình siết cái tiêu vậy các bạn, thì tốt nhất là các bạn rửa sạch nhớt, nó không len lỏi vô cái giữa thì nó sẽ khắn rất là chắc đó. Khắn chắc thì nó khó trả các bạn, tại vì cái cây dên đó các bạn, cái thanh truyền đó nó là cơ cấu chuyển động, thành ra nó dễ rất là dễ rút. Mà có hai người đó có lý lắm các bạn, nghĩa là đổ thừa nhau được. Mình ra cái bữa nay mà có nhúng tay vô rồi đó, có gì cũng không có đổ thừa được nha. Còn thay bộ quạt máy đó bạn, gọi là thay sắt măng đó, trong trường hợp nào thì nó ở trong trường hợp là xi lanh nó còn được nè các bạn, rồi bích tông còn được, mình sẽ tiến hành mình thay cái bộ sắt măng, nếu bộ sắt măng nó mòn giống như trường hợp này
còn nếu mà các bạn gỡ ra mà sơn cái sơ mi các bạn khớp một khúc luôn ha, các bạn đè ra thay bạc là nó còn dở hơn nữa nha, tại vì cái sơ mi nó đã ăn với cái bộ bạc cũ rồi, nó không còn tròn nữa, mà các bạn đút cái bộ bạc tròn vô là cái gì là không công đó, nó còn tệ hơn trước nữa. Nói với cái động cơ này thì mình thấy có thể khả năng là thay bạc vô là nó còn xài được, nên ra mình mới thay các bạn, còn nó ok tới mức nào thì khi nào nổ máy lên mình mới biết. Cũng không dám hứa điều gì. Thế Thành tốt ở dưới mang cái động cơ lên đây mà thấy không có tự tin chứ. Tự tin chứ. Tin không? Tự tin. Ngon không? Chắc ăn ngon không? Không ngon thì ngon. Dạ. Chụp cây số đó, chạy lại đây đó. Thì nhà mà chạy khói không nữa là tắt cười thúi đầu luôn. Sau khi tha keo xong thì mình úp nắp cho các bạn, xúc bắp thì sấy rồi, làm lại các thứ để mà nó chống dính rồi hết trơn đó. Chống dính cũng có biện pháp nha các bạn. Rồi giờ úp vô nào Thanh đây. Nhà nãy không biết ai gã cái phần này là mình gáp vô không biết sao đi. Đó. Rồi bù lon á các bạn, bù lon thì con ở ngoài cái nắp cò thì mình phải để ngoài nắp cò ha. À, để thôi về tới ở dưới dòng ghiền cái anh Tân trời ơi lên đây cái thợ gấp lộn tùm lum hết trơn. Cái gì hả bạn? Đắp đất là bị tốt. Một chút hả? Chắc không được các bạn ơi, đang gấp máy nè. Cái này là mắc lại tiện trong. À, mình đang gấp cái máy này. Lỡ dở là không ngừng ngừng cho nó mất chớn chẳng. Rồi còn làm ba được kia nữa. Rồi ok đưa trong này cho bọn. Vô cái đứt vô báo đáp. Này. Cơ khác á, không phải là cái động cơ này các bạn, thì nó không có cái lỗ nhớt để nó định vị gì để mình gắp không sai nha, mà nó có chỉ có hai cái lỗ trên dưới, thì cái khe này nè các bạn, khe này là quay về cái hướng xúc bắp lửa nha, đó, là quay về làm sao đó là mới đúng nha, còn nếu mà gắp lên trước đó, là nó không có đúng với cái nhà chế tạo người ta đã làm cái việc này nè, thành quá. Bây giờ đang bối rối mà tự nhiên lại đây cái là mình nhớ lại cái chỗ này là có cái miếng vàng nó liền ha. Bởi vì mình làm việc thì mình mới đầu mình bắt đầu làm mình ngao ngán các bạn, vô bắt tay vô mình làm hỏi cái được. Chứ đưa em gáp, đưa em gáp là gì nữa. Đó. Đèn máy này đèn sáng thì chết. Sáng không? Sáng. Sáng hàng xưa hàng quy cái đâu nhiều. Nhưng mà chạy ra cả nửa ga là nó bằng xe đa đó. Tăng ơi, hồi sáng mở ra cò nó hở cỡ gì thôi.
chính thân. Mà tại sao giờ cò nó lại hở? Xây xuống. Xây xuống thì nó cạn kích cho sao hở được, đúng không? Lý do. Ừ, trong khi đó mình không có chỉnh gì hết. Rồi ron lắp lát thì cũng ron của nó luôn. Đó. Đó. Cái đó là không phải là mình làm gì mà để cái khe hở nó lớn hơn, mà đó là lúc sáng ở trong bạn các bạn, ở trong đây nó có nhớt nè. Thì cái điểm mặt còn nó có nhớt nè, thành ra cái tiếng rõ nó không rõ ràng. Mình cảm thấy nó thích hơn. Còn bây giờ thì nó rõ ràng rồi, cái nó thấy nó hở là tại đứng hai cửa trước đi. Là do mình mình rửa nó sạch sẽ quá. Tại vì mà khi các bạn rửa như là cây bùa, cây thanh truyền đó các bạn, gọi là cây dên á, quá kỹ đó, mình gáp vô cái này nó quay nó hai cái này để nó hai nước ba hết ba mình sẽ hết giữ được rồi, tại vì mình giờ nước chấm ở đầu mình ra các cái chi tiết nào nó ma sát nó chuyển động thì phải vô nhớt hết để lúc đầu nó có nó không rõ. Nhất là cái dơ các bạn mà vô mà không có nhỏ nhất nữa ha, quay lên cái máy nghe cọc 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 không xong chưa. Cái này qua đây đó nha. Cần nó chút xíu bạn ơi. Nhắm bên đây chút xíu rồi. Nhắm lại, nhắm lại. Đó, nhắm tay, nhắm tay, nhắm tay. Ok. Thì thường thông thường thì mình gắp vô cái động cơ nào các bạn, mình cũng điều thử cái tăng chấp nó. Tăng chấp là tại sao, là sao là cái cuối xả đồ hút các bạn, con nó có đụng bít tông không đó. Cái động cơ bình thường á, cái nắp nó không bao giờ mà nó đụng ở cái thì nổ, trừ khi xúc bách nó cao hơn cái mặt, nhưng mà đụng là đụng cái tăng chỗ này, là tăng chấp này các bạn, còn này vừa ra còn kia vừa vô đó thì nó lòi lên thì nó đụng, nhưng mà cái động cơ này thì cái xúc bách nó cũng hơi sâu rồi, không đụng. Con máy mới gửi lên. Vâng, máy đó của hai chị với chị đi đâu vậy? Xong rồi đó, ok đó. Gắp còn ok, mình làm gì nữa? Hả? Hình như ngoài này nó có cái gì đẩy đẩy lại phải không? Có đẩy cũng được. Có đẩy giống ép cáo vậy đó. Đố, cái bây giờ nếu mình học đẩy gắp còn nó mình quay chạy không? Đẩy. Tại em có vụ này em bị quà em biết. Dạ. Yeah. Nó có nhớt văn thôi. Ờ, đó các bạn. Có ra để nuôi nhớt thôi. Có em 6 với 7 nó không có văn. Cái này là nó có cái dòng thun ở trong này nè các bạn. Mỗi lần mình gỡ ra cái vô thì mình phải khỏi phải cắt ron, nhưng mà cái này là phải tha keo nha. Mấy cái điểm này nè, nó đã mất tiêu thịt rồi. Hết ngon rồi. Đó, mình ra mấy cái điểm nào khuyết là phải tha keo vô. Đối khi mình gắp cái động cơ các bạn là mình phải cẩn thận cái mắt cái ron rồi đó. Đặt mặc dù cái ron các bạn thấy không ra gì, nhưng mà nó gây lên cái hiện tượng hao nhớt. Hao nhớt thì hư động cơ. Nó bốc bốc tắt hả? Đem lại chưa? Đang chạy cái tắt. Sáng nói anh ha là thấy điều cái tay mình quay cái nó muốn chạy cũng chạy nữa. Mặc dù cái bếp này là đang bị áp suất cao nha, nhưng mà vẫn cho vô luôn, chạy cái mới biết tiếp luôn đúng. Người một tay một chân đi vô mặt mở ra lọt vô không lọt nãy ai mở em vậy hả? Mà mấy người khác mở là đổ thừa phải không? Đúng rồi. Cái này là quay ra gì phải không? Vô nhà vô. Còn nãy quay vô rồi. Đó, tại vì bạn gấp lộn rồi chứ phải là cái người ta không được đâu, rồi có mù loang đâu. Này phải không? Rồi, chặn vô. Đúng không anh ta? 14 luôn. Dục mấy vậy? Dục rồi, đúng không? Sao mà đừng như vậy? Có dục không? Không. Rồi, ok. Còn cái móc lên bao lửa nữa phải không? Nhưng mà trước khi mình chạy thì mình pha hai gắn bao lửa đi. Gắn coi dầu vô. Coi dầu vô. Cái đó tính sao đi.